Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Tony. Ôi trời ơi, nào, hôm nay làm clip về khẩu AK-47 giam Sime, giam Sime nè. Mình không biết là gì. Vẫn là ác của bạn top Trần Ngân hay gì đấy. Thì tiện bạn cho mình ác thì mình làm luôn mà. Đỡ vào ác của những bạn khác, mất thời gian ra. Để cho các bạn này chơi. Hai em, chưa gì hai em đã lao lên hẻm B. Một em slip này, nhà có một thằng này. Nhà có một này. Ô bị móc rồi. Bị móc. B1. Thằng này đi đâu đây? Chị đang ở A. Ông này ông đang ở hẻm B. Rồi, hai người ở B và một người đặt bom ở A. Đây là chiến thuật, chắc là chiến thuật mới đấy. Ấy, vẫn ở B. Hai bạn này chắc là đang tìm bom ở B hay sao ấy. Kìa, trời ơi, trước mặt kìa. Ui trời ơi. Đi đâu không đi, đi đứng vào cái chỗ ổ kiến này. Bó tay. Ấy, khẩu AK-47 Zesmine. Tên khoa học của nó là Zesmine. Tên tiếng Việt nó là hoa nhài hay hoa cất lợn gì đấy, mình không rõ nó. Em này bắn cung đồng đội của anh này. Ỉ có cung à, chống lên thì đúng rồi. Có một em đứng đầu hẻm B chăng? Hay đồng đội của mình chăng? Đấy, đầu hẻm B có một. Chết rồi, đầu hẻm B chết rồi. Vào B đi anh em ơi, về B đi. Có AK-47 này, cái dòng hoa nhài này nó có cái hiệu ứng xanh xanh, chấm chấm xanh xanh tỏa ra thì cũng rất là đẹp. Sáng. Ở đâu? Ấy, hẻm B. Cuối hẻm B này, chết luôn. Nhanh quá nhỉ. Vắng nhanh xong rồi tí nữa làm thêm mấy clip nữa. Làm thêm một trận nữa. Cho đỡ ngắn. Mọi người xem cho nó phê. Mọi người xem clip nhớ đăng ký theo dõi kênh, chia sẻ kênh để có nhiều biết đến kênh của mình nhiều hơn nhá. Tại vì kênh của mình làm clip sau Mạnh CM với cả Ân ST ấy, thì cái số lượt thôi khoảng 1.5. Nên cái số lượng người theo dõi kênh của mình thì nó vẫn chưa được nhiều cho lắm. Mặc dù những cái chất lượng video hay là mình nghĩ là cái bình luận của mình cũng ok thôi. Nhưng mà tại vì lập kênh sau nên người theo dõi subscribe, lượt subscribe nó hơi ít. Em đang ở đây này. Núp thùng rồi. Ui hết đạn nó mới đau chứ. Chết con em này. Có hẻm B này. Rồi bom cho nó nhanh. Có tiếng chân này. Nước để xuống này. Nước B lên này. Rồi nhanh nào. Giờ ta sẽ đi đâu và về đâu? Hẻm B lại đẩy tiếp rồi. Rồi hẻm B chết rồi sao ấy? Hẻm B chết rồi. Một ông lao lên hẻm B vào, tôi cũng đã chết rồi. Giờ em ơi lâu đài tình, em ơi lâu đài tình ái đô. Ánh sông lên bề từ được tổn sọng sọng. Ấy biết nghe xong phim. Rồi chết luôn. Mạng rồi mạng. 4v1 không chột quỷ cũng thắng. Đằng đâu đi? Chọn em mất đồng đội thế. Anh này cầm khẩu cho mình AK Boru Pottery. AK giải đấu. Và AK giải đấu nhở? Nhưng không phải. AK giải đấu nhưng nó màu đen đen xám xám cơ. Rồi, nhanh nào. Tiếp tục nhanh nào.
trước các bạn cứ on đủ 5 ngày, đăng nhập đủ 5 ngày thì có thể nhận được những cái dòng súng hoa nhài này. Chắc bạn này bạn chọn cái khẩu AK-47 hoa nhài. Mình thì mình cũng thế thôi, hay bắn AK thì mình chọn AK. Hồi trước cái nick kia, hồi trước cái nick ở bên CM, cái nick PN Tony có tận 3 củ này rồi. Toàn đi bot, đi AI được mà. Hẻm A2 à? Em ơi, em đang ở đâu? Mình sẽ bắt lại hẻm A xem. Không có lề, không có bề, thế chắc nó ở nhà mình à? Quay ngược lại kia kìa, đấy đó kia kìa. Kia kìa. Rồi, hay quá, nhanh quá. Rồi xong, quá này lại đi cùng team. Trời ơi, bên kia hình như đi theo team còn ăn thì phải. Không biết là còn ăn gì, mình không để ý, không nhìn rõ, chưa nhìn rõ. Nào, em ra đây không, em ra đây không. Không thấy ra, không thấy đâu. Không thấy đâu. Không thấy đâu rồi. Hẻm này. Trong bên khói, trong bên khói, trong bên khói. Chém luôn. Xong, bạn ấy đã mất hai cục cà rồi nhá. Sao có núp đây? Không núp trong này, không núp trong này à? Thỉnh thoảng nhiều người núp trong này ấy. Đây này, ui trời ơi. May nhá, may là mình chết đấy. Cái chỗ thùng mà mình bắn với cả cái chỗ lúc nãy mình giết địch ấy thì địch nó rất hay núp vào. Nên các bạn cứ phải check. Ai nhiều đạn cứ chết thoải mái. Ui, chết tươi một em luôn. Chết tươi đi. Nào đi ra, trời ơi. Ui, lại cung kìa. Thôi, cung ở hẻm A. Hẻm A cung thì đừng có lên. Ui, trong này có này. Ê, chết luôn, hay quá. Một phát headshot. Chuẩn bị vào B anh em ơi. Xem trên này có. Xem trên này không có. Rồi, không có. Úi, đây này. Slip này, sờ phải slip không. Chết luôn, rồi, hay quá. 3-1. Vào bom đi, bom B. Ôi trời ơi, đồng đội ơi. Sao cầm bom đi đâu đấy. Chết, chết hẻm A. Cao hẻm A. Chết là cao hẻm A. Nào. Cho ông kêu ông đi hầm B ra. Ôi, đang định mỗi thằng một đầu thì cũng thắng rồi. Quả này mình cầm bóp nó mới đau chứ nhở. Một em này. Hầm B có. Thôi, bỏ mẹ. Chạy, núp đây. Vẫn núp đây. Này, đấy. Ngay bên trái này. Ngay bên trái này. 23 rồi nó mới đau chứ. Ôi xong rồi. Quả này hơi khó. Tao biết vị trí của mình thì hơn nó hơi khó. À ra đây. Vào đây. Ui tôi. Thua lắng lòng quá trời ơi. Thôi lại nào. Còn nước thì còn tát.
Ôi, bên vào. Ý, cung này, cung này. Ôi trời ơi. Cung này mình hơi sợ đây, cho phát chết luôn đấy. Ôi trời ơi, ấy bịt ngay mà. Trời ơi, quay sao quay cung chính xác thế? Quay một phát cung hầm. Cung hầm B nhá, cung hầm B nhá. Hôm qua mình mới đăng clip thì thế cũng bảo là anh em có súng là thì cho mượn ác. Ôi trời ơi, ông này ông móc chán ơi là chán. Cạn lời. Nhìn thấy nó rồi mà móc không được. Qua mình bảo là mượn ác thế là xong rồi, các bạn cứ khủng bố tin nhắn cho mình. Bảo là đấy ác mình làm clip đi, thì ác mình làm clip đi. Mình rất cảm ơn mọi người. Thì lúc nào mà có dịp ấy, mà nếu mà ác mình mà thiếu khẩu súng gì ấy, thì mình sẽ mượn ác của mọi người chơi. Thì làm vip mãi nó cũng chán rồi mà. Làm vip mãi nó cũng nhảm, nó cũng chán. Làm mấy khẩu này nó mới hay. Lâu lâu đổi gió tí cho mọi người xem. Đấy, đây này. Đây này. Đây này. Ấy, bộ đây có sở dip đấy. Ấy, sở dip này. Sao đây, sao đây. Chết luôn. Công an đi anh em ơi, công an đi. Đây trời ơi, bom toàn bị rơi là như thế nào nhở? Bom rơi toàn là báo hại đồng đội thôi. Không sợ kẻ địch mạnh mà chỉ sợ đồng đội ngáo thôi. Ra đi. Trời ơi, đang đi thì dừng lại là thế nào? Ô tay bố này. Ấy để đấy đang đi thì đang đi sang hồi sinh ấy, xong ông ấy ông dừng lại. Tự nhiên mất đà. Rồi, bom. Này. Bom bom A về A hay về B cũng được. B B B B đi, B đi. Một em này, nghe thì chứng chân ngay. Bom A đi, bom A cũng được. Ấy. Anh ơi, các anh ơi bắn đi được để em bắn như thế này. Hồi sinh này, hồi sinh này, hồi sinh vào này. Hồi sinh vào này rồi chết luôn, hay quá. Nào. 3-2 rồi. 3-2 rồi, lại hơn được thêm lại hơn được một round đấu rồi. Chỉ cần 2 round đấu nữa thôi là có thể thắng rồi. Bên mình đi nè tè, có ông level thấp, có ông level cao. Rồi thấy mình rồi cũng lùi theo. Bố kia bố còn ném bom vào ngay cái chỗ vuông hầm nữa. Không biết là ném bom mình hay ném bom ai. Hầm cung, hầm cung, hầm cung, hầm cung. Thì chuyển sang chỗ khác mà bắn. Đừng đi hầm làm gì nữa mấy bố ơi. Lúc ở đây thôi. Kiểu gì nó không thấy đi hẻm. Nó cũng ra móc cho mà xem. Hey, hai người mid, một người trong hầm B. Đấy biết bảo mà, bảo mà. Ấy. Này, móc này, móc này, móc này, móc này. Đây này, móc lại ra đây. Sợ đi. Rồi chết rồi. Vào A thôi, vào A thôi, vào A thôi. Bom mới đặt đi. Còn em nữa. Còn không? Đây này, đây này, núp đây. Núp đây này. Mình bảo mà trời ơi, để cho đồng đội đặt bom, để cho đồng đội cầm bom mà bom nó cứ toàn rơi thôi. Mà được. Ý, ui, ui. Hẻm này, hẻm có này. Ui, ui. Trời ơi, sấy nỗi quá trời ơi. Hay, mạng đuổi mạng rồi, cố lên, cố lên. Còn thằng, còn một thằng, còn một thằng trong ấy. Ở trong, trong sai, đằng sau. Đằng. Trời ơi, mình nghe thì tiếng chân là mình cũng có thể biết được mà tại sao ông này không không nghe à? Nổ đi, nổ, nổ. Thôi, thua rồi. Thua rồi. Thua rồi, trời đất ơi. Thua rồi, trời đất ơi. Không biết nói gì nữa bây giờ. Quả đấy mình bắn cũng lỗi nữa, biết
nó rồi, thế à? Mà thôi không sao. Đây là em này. Đấy, kia. Trời ơi, hay đạn làm cái gì bạn ơi? Rồi, ở đâu chết chưa? Ông hẻm ông lại đứng ở ấy. Ông cầm cung có đứng ở hẻm nữa thì thôi. Bom lại rơi rồi. Giờ mình phải làm sao đây? Oh, cố lên. Ê, mít một này. Hồi sinh nhật nó này. Chết tôi. Ôi đồng quá. Trời ơi. Đông quá. Ném quả bom mùa hơi chậm. Cố lên. Mình sẽ xung phong đi trước vậy. Chết này. Ông này ông cầm cung ông chết rồi đấy. Cung chết rồi. Này. Đổ. Đây. Chết em đi. Bê đi. Rồi, hay quá, bắn hay như thế. Lúc nào cũng hay như thế, phải ngon không? Mình sẽ xông ra bên ngoài canh vậy. Ô, nó đợi sẵn bên ngoài rồi này. Mít vào. Hồi sinh vào này. Hồi sinh vào. Rồi, hay lắm. 4 đều rồi, cố lên. Còn nước còn tắt, đưa bom đây, tôi cầm cho. Đưa bom đây nhanh lên nào, trời ơi. Thôi văn cuối mình cố gắng mình cầm bom, chơi này một tí vậy. Rồi, đúng rồi. Chưa gì đã mất một người rồi. Hầm B lại cung. Để gì bên kia cũng thủ kỹ cho mà xem. Ván cuối mà, ván quyết định. Hầm ra này. Rồi cung chết rồi đấy. Bay đi em ơi, bay. Boom. Đấy, biết ngay mà. Em đã làm bạn với Cortex City rồi. Em đã về trời với điên mỏng cánh. Vào đi, trời ơi, núp đêm đi. Ui, bên dưới. Thôi, con này thua rồi. Thua đắng lòng quá. Mình không gánh được. Nào, cố lên, không sao. Còn 87 máu, thằng này ít máu rồi. Cố lên. Rồi, một em. Cố lên. Nó lùi, trong. Thằng này chắc là yếu. Hay, trời ơi, vẫn còn cơ hội thắng. Mình bật đi. Bật mic lên vậy. Cố lên. Ngay chỗ đặt bom luôn á. Khu B á. Dạ, chẳng biết là khu B. Trong B ấy, mà chẳng biết là chỗ nào. Không biết là chỗ cuối hay là chỗ nào đây. Được ra chứ. À. Đó. Đó. Hốc hồng rồi, chạy qua bên cạnh. Phí quá trời. Ôi, thua. Thua lắng lòng. Thôi không sao. Thôi thua thì mình ra làm thêm clip nữa vậy. Ôi trời ơi. Kia đi cả clan nhưng mà cả team, 3 người team thì sao. Rồi, clip cuối cùng. Và không biết là nó sẽ như thế nào. Ném quả bom bắt đầu đã trượt rồi. Không ai vào hầm B à? Tại sao không ai vào hầm B nào như thế nào?
vào đây và đi chậm ngay tiếng chân thôi. Đồng đội mình, trời ơi, 4 người, có mỗi mình canh hầm này. Mỗi mình canh hầm liên quan đến B thôi. Còn mấy ông kia là canh ở khu vực A hết rồi. À, bom khói à. Vào đi cưng. Hành lang quân mình. Rồi. Lê Thanh Hoa. Lê Thanh Hoa đã giết đồng đội của mình. Rào một, hành lang một quân mình đang canh đi rồi. Ui, nhà nó này, dốc. Dốc quê này. Úi giời, cái tưởng bị móc không? Dốc quê này. Còn một em nữa. Đi cứ đậm ba rịnh rịch rịnh rịch đi. AK-47 Zesime. Dòng AK nào cũng thế thôi. Rồi chức năng thì cái tính năng của nó ấy, nó cũng chỉ nhìn hơn nhau cũng tầm 1-2 con số thôi. Chẳng khác gì nhau mấy. Nếu mà có khác biệt lớn nhất chỉ có so sánh mấy khẩu súng tím với cả khẩu súng VIP thôi. Thì nó mới cảm thấy là nó thực sự khác biệt nhau. Hầm có. Mình nghe thấy tiếng chân rồi. Vào B không? Trời ơi, phá B. Vẫn có tiếng chân ở hầm. À, trời ơi, con lợn này. Tội giết đồng, lúc nãy giết đồng đội của mình này. Con này. Mua đấy. Chết này, còn một em nữa. Còn một em nữa này. Rồi, hay quá. Thằng này đập cũng phê lắm. Nếu mà trong tất cả các loại trừ VIP ra ấy, mà kể cả dư VIP ý, trừ quán VIP ra ấy, thì hiện giờ thì mình thấy mỗi cái con sẻng này ấy, là nó đập là ngon nhất. Nha, đối với mình nhá, sẻng này đập ngon nhất. Mà chưa chắc thì quán VIP đã, nếu mà ai mà chém sẻng tốt thì chưa chắc quán VIP đã ăn được đâu. Ai hết rồi. Con này. Sao đây? Chém. Bắn. Tí nữa thì mình chết, trời ơi. Bảo định chém mà. Tí nữa thì mình chết. Chúng cầm A12 VIP đi đánh được. Ui! Đợi lúc nào mình rảnh thì mình sẽ làm clip về khẩu A12 A12 SS. Cái khẩu A12 mà kiểu rắn gì, kiểu camo. Nào rảnh thì mình sẽ làm. Đấy, có một bạn nhắn tin là cho mượn ác làm khẩu đấy rồi. Thì mình sẽ, nếu là rảnh thì mình sẽ lấy ác của bạn đấy nào. Ấy, đang ở nhà nó đấy. Trời, nó vòng về nhà nó xong. Có khi nào chạy về B không? Mình chặn hầm thử xem. Em ơi, em đang ở đâu? Rồi, bom bi. Chưa thấy tiếng chân chạy có nghĩa là vẫn còn ở trong sai. Chưa có bom đù, vẫn còn ở trong sai. Chỉ trong sai thôi. Ui, đây, bước này mà. Ê,
Chu 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 chu. Rồi chết luôn. Thế mai mới chết. Nào. Đấy. Đấy. Không có đặt bom nhanh nhưng mà mình có thời gian mà. Con người có thời gian thì không phải sợ cái gì cả. Một tem là trời ơi, súng gì đây? Famous. Famous Camo. Phí quá. Bị ông kia ông ăn mất bị cái hàng. Có một người canh một người canh hầm B. Có bóng khói đây, không phải là đồng đội mình ném. Thôi mình cứ ở trong B mà mình canh thôi. Cứ ngồi đây mà thủ thẩm du thôi. Đi A đây. B không thấy gì đâu, không thấy động tĩnh gì đâu. B không thấy gì nhở? Đi A hết rồi. Chắc là chạy về A hết rồi. Ôi, cung kìa. Ông kia ông bắt đầu dùng cung rồi đấy. Bỏ snip vào bắt đầu dùng cung rồi đấy. Đó, qua B đấy. Ok, B đang đợi ở đây rồi. Anh đầu sông chờ em cuối sông. Ở đằng sau là ngay cả trời ơi, đang định bảo đằng sau nào cả một cái khách sạn mà tại sao đồng đội mình lại chết rồi. Hành lang A ư? Bom luôn, bom luôn. Bom rồi. Ui, ôi thôi. Thôi xong rồi. Phí quá trời ơi, cầm có AK-47 khi có khi này ngon rồi cũng nên. Phí quá. Em còn lao lên nữa không? Em vẫn lao lên nữa này. Em này vẫn đang lao lên này. Bom rơi, bom rơi, bom rơi. Bom rơi hành lang. Một em nữa này. Một em nữa này. Vẫn còn một em này. Vẫn còn em này này. Em IS đây này. Thôi, chạy chạy chạy, yêu máu rồi. Mình ra canh bom thôi. Em ra canh bom thôi. Em không hổ báo với ai được. Em còn có tí máu thôi. Em không thể hổ báo với ai được. Và đồng đội mình đang chết dần đều ấy. Chết một ông rồi. Mày ra đây bom này, ra đây bom này, ra đây bom này, ra đây bom, ra đây bom này. Anh ơi, anh định ra đây bom làm gì? B1 à? Mình sẽ quay quay về hành lang, quay ngược trở lại. Thì kia thằng lúc nãy ấy đệ. Thì cái người lúc nãy mà bị mình giết đi. Kiểu gì cũng báo mình ở ra cho mà xem. Ra hoặc là thủ ở nhà. Thôi bỏ vị trí đi. Mình bên mình còn tận hai người. Không phải lúc nào cũng canh bom là nó hợp lý đâu. Ê, hành lang có này, hành lang này, hành lang này. Nhảy đi đâu bạn ơi? Nhảy đi đâu bạn ơi? Rồi, thêm một round nữa thôi. Sẽ kết thúc clip. Các bạn nhớ đăng ký tham gia kênh nhở, nhớ subscribe, like và chia sẻ kênh. Chia sẻ lên Facebook rồi chia sẻ. Ở bên kia ao hết rồi kìa. Còn có ba ông kìa. Trời ơi, đang bắn mà tự nhiên ao hết kìa. Móc, 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 móc. Quả này móc cho nó nhanh. Móc nào, móc nào. Đấy, mạng đuổi mạng rồi. Mạng đuổi mạng rồi. Ba đều rồi. Ấy, anh đây này, anh đây này. Một em này. Hai em này.
có một em nữa thôi. Cho tròn 15 mạng đi. Đây này. Rồi, ok. Thì clip cũng kết thúc ở đây thôi. Các bạn nhớ đăng ký theo dõi kênh để cập nhật thêm nhiều clip hay hơn nhá. Bye bye, see you game mọi người. Hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo.